Xung đột ở Đông Âu bước qua tháng 11 với hàng loạt diễn biến khó lường. Tổng thống Nga đặt mục tiêu quân sự cho năm 2023, xác nhận tình hình khó khăn ở Ukraine. Trong khi đó, chuyến công du đến Washington được xem là động thái gây bất ngờ lớn của ông Zelensky. Tại sao? Báo New York Times đặt vấn đề thông điệp từ hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sau 300 ngày giao tranh, dự báo gì về cục diện sắp tới? Trong khi đó, tiền phương Nga và Ukraine cáo buộc nhau tàn phá mọi thứ ở Bakhmut. Quan chức Mỹ nhận định nội bộ Nga đang tranh cãi về mũi tiến công mới ở Ukraine. Các tin tức khác, cựu Tổng thống Nga thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc về xung đột ở Đông Âu. Peru yêu cầu đại sứ Mexico về nước, mâu thuẫn tăng cao. Thái Lan tiếp tục tìm kiếm hàng chục thủy thủ mất tích. Người dân California bàng hoàng vì động đất. Giữa nhiều khó khăn, thành phố New York vẫn háo hức chờ tới lễ đếm ngược ở quảng trường thời đại. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ xác định các mục tiêu quân sự của quốc gia năm 2023. Trong một cuộc họp vào thứ Tư 21 tháng 12, hãng tin AFP trích thông báo của Điện Kremlin cho biết. Theo AFP, cuộc họp của Tổng thống Nga với các quan chức quốc phòng cấp cao cũng sẽ bao gồm một bài phát biểu quan trọng của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Hồi tuần trước, Đại tướng Shoigu đã đến thăm các binh sĩ Nga tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết ông Shoigu đã bay thị sát bên trên các khu vực triển khai binh sĩ và kiểm tra tư thế tiến công của các đơn vị Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow cho biết thêm tướng Shoigu đã trò chuyện với các binh sĩ ở nơi tiền phương. Hiện chưa rõ nơi ông Shoigu đến thăm cụ thể là ở đâu. Bên cạnh đó, theo Reuters, trong bài phát biểu hôm 19 tháng 12, nhân ngày các lực lượng an ninh, một dịp lễ quan trọng ở Nga, Tổng thống Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc biệt tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn cho người dân ở các nơi mà quân Nga kiểm soát tại Ukraine. Vào tháng 9, Moscow đã sáp nhập 4 tỉnh, chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine vào Liên bang Nga, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Kiev và phương Tây. Vừa qua, Tổng thống Putin nhắn gửi tới lực lượng Nga ở Ukraine vào tối 19 tháng 12 rằng, đúng vậy, tình hình rất khó khăn cho các anh ngay bây giờ. Tình hình ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia đều vô cùng khó khăn. Theo Reuters, ông Putin không nói rõ tình hình gặp thử thách như thế nào. Giao tranh ở Đông Âu đã bước qua tháng 11 và chưa có dấu hiệu sớm khép lại. Thưa quý vị, vào 1 giờ chiều ngày 21 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Ukraine Zelensky đăng Twitter xác nhận đang trên đường tới Washington, Mỹ, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi xung đột bùng nổ cách đây 300 ngày. Đây cũng là động thái gây bất ngờ mới nhất của Tổng thống Zelensky, Reuters bình luận. Ông Zelensky cho biết, tôi đang trên đường đến Mỹ nhằm củng cố các năng lực phòng vệ và sự bền bỉ của Ukraine, đặc biệt Tổng thống Mỹ Joe Biden và tôi sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa hai nước. Tôi cũng sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ và tham gia nhiều cuộc gặp song phương khác. Ngay trước đó, tờ Guardian đưa tin, Tổng thống Joe Biden xác nhận sẽ đón tiếp người đồng cấp Ukraine ở Nhà Trắng. Và theo lịch trình, Tổng thống Zelensky cũng sẽ tham dự một phiên họp Quốc hội Mỹ. Tất cả điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, đồng lòng của lưỡng đảng Hoa Kỳ dành cho Ukraine, trích thông điệp từ ông chủ Nhà Trắng. Theo hãng tin AP, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ sớm công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1,8 tỷ đô la cho Ukraine. Trong đó, lần đầu tiên, Washington sẽ công bố viện trợ hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Ngoài ra, còn có bom dẫn đường chính xác để trang bị cho các tiêm kích của Kiev. Rất có thể Nhà Trắng sẽ công bố gói hỗ trợ này nhân chuyến công du của ông Zelensky đến Washington. Theo Reuters, từ khi xung đột bùng nổ, ông Zelensky đã tham dự hàng chục cuộc họp quốc hội các nước bên cạnh các hội nghị của Viện Nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhưng đều thông qua hình thức trực tuyến. Ông đã điện đàm nhiều không đếm xuể với các nhà lãnh đạo thế giới nhưng chưa từng công tác nước ngoài. Kể từ sau khi tham dự hội nghị an ninh Munich ngày 19 tháng 2 năm 2022, chỉ vài hôm trước khi còi báo động vang vọng khắp Kiev. Phu nhân của ông Zelensky, bà Olena Zelenska, đã đến Washington vào tháng 7 và có thêm nhiều chuyến đi nước ngoài khác để vận động ủng hộ Ukraine. Các bộ trưởng trong nội các của ông Zelensky cũng nhiều lần đi công tác nước ngoài. Nhưng chuyến đi Washington lần này vốn tiềm ẩn rủi ro. Mới là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky nhằm cố gắng thuyết phục chính phủ và Quốc hội Mỹ viện trợ an ninh mạnh mẽ hơn. Giữa lúc Ukraine gặp khủng hoảng thiếu hụt năng lượng và giao tranh nổ ra ác liệt ở miền Đông, chuyến thăm của ông Zelensky là động thái gây bất ngờ đến từ một vị tổng thống khó đoán.
Có thể nói đây là nước đi gây ngạc nhiên nhất của ông từ ngày 24 tháng 2 và diễn ra ngay sau khi ông đi tới thành phố tiền phương Bakhmut, theo Reuters. Trong khi đó, Washington, hãng AP đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden vẫn xúc tiến cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, bất chấp những lời cảnh báo của Moscow về việc thu giữ hoặc hủy diệt các lô hàng vũ khí này. Đến nay thì vẫn chưa rõ Patriot sẽ được đưa tới phòng tuyến hay thành phố nào của Ukraine, và Mỹ đã huấn luyện cho binh sĩ của Kiev sử dụng loại vũ khí công nghệ cao này ra sao. Việc huấn luyện có thể mất nhiều tuần và được dự đoán diễn ra tại thao trường thuộc căn cứ Grafenwöhr của Đức. Ngoài ra, theo tờ Al Jazeera, Quốc hội Mỹ cũng có khả năng sắp thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá gần 45 tỷ đô la Mỹ, nằm trong đạo luật chi tiêu ngân sách khổng lồ của Mỹ. Nếu được phê duyệt, cam kết hỗ trợ nói trên sẽ đảm bảo Washington tiếp tục hậu thuẫn cho Kiev vào năm sau và xa hơn. Trong bối cảnh Đảng Cộng hòa sẽ giữ quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 và có thể phản đối những đề xuất hỗ trợ quá lớn. Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine suốt 10 tháng đã nỗ lực thuyết phục phương Tây viện trợ mạnh mẽ hơn cho Kiev, đặc biệt là vũ khí phòng không. Và Patriot sẽ là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tiên tiến nhất mà phương Tây từng chuyển cho Ukraine. Phía Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và đồng minh không ngừng bơm vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột thêm khốc liệt, đồng thời đặt ra nhiều nguy cơ khó lường giữa các cường quốc. Thưa quý vị, báo New York Times của Mỹ cho biết là vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều phát biểu về tình hình khó khăn phức tạp ở tiền phương, nhưng cũng ca ngợi các binh sĩ là anh hùng và trao huân chương cho họ. Tất cả những điều này báo hiệu rằng hai vị lãnh đạo đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột dai dẳng sau 300 ngày giao tranh ác liệt. Tổng thống Zelensky mặc áo khoác màu xanh quân đội và ngày 20 tháng 12 thực hiện chuyến thăm có thể nói là nguy hiểm nhất của ông đến thành phố tiền phương Bakhmut, nơi nổ ra giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine hiện nay. Ông Zelensky đã trao huân chương cho các binh sĩ giữa tiếng nổ vang rền của các trận pháo kích. Gần như cùng thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin triệu tập một số quan chức mà Moscow đã bổ nhiệm để quản lý các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine đến Điện Kremlin để nhận huân chương. Sự kiện nói trên được phát sóng trên truyền hình Nga, The Times nhận xét. Động thái này có thể là nhằm gửi thông điệp của Điện Kremlin đến công chúng trong nước và quốc tế rằng Nga quyết tâm tiếp tục chiến đấu và không dừng lại chiến dịch quân sự đặc biệt. Chuyến đi của ông Zelensky đến Bakhmut, dù là vô tình hay hữu ý trùng hợp với sự kiện ở Điện Kremlin, cũng thể hiện một thông điệp rõ ràng về quyết tâm chiến đấu của phía Kiev. Bakhmut, thành phố khoảng 80.000 dân trước xung đột, đã bị tàn phá ác liệt, khắp nơi trở thành vùng đất hoang tàn như trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Việc Ukraine giữ được quyền kiểm soát thành phố Bakhmut có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Trong chuyến đi ra tiền phương ngày 20 tháng 12, ông Zelensky phát biểu, miền Đông vẫn đang trụ vững vì Bakhmut đang chiến đấu. Bakhmut là pháo đài cho nhuệ khí của binh sĩ chúng ta. Giữa các trận đánh ác liệt phải trả giá bằng sinh mạng, chúng ta vẫn đang kiên cường bảo vệ tự do của tất cả chúng ta. Tổng thống Nga Putin tương tự cũng gửi đi thông điệp về tình hình chiến đấu khó khăn. Ông đề cao lãnh đạo địa phương tại 4 tỉnh của Ukraine mà Moscow sáp nhập vào cuối tháng 9. Mặc dù quân Nga chưa kiểm soát toàn bộ tỉnh nào trong số đó, Tổng thống Putin cũng trao thưởng cho Semyon Pegov, một blogger quân sự nổi tiếng ở Nga, từng bị thương tại Ukraine. Ngoài ra còn có bà Margarita Simonian, tổng biên tập với quan điểm cứng rắn của mạng lưới truyền hình RT, một trong những kênh truyền thông quan trọng nhất ở Nga. Tổng thống Putin đã phát biểu ngắn gọn vào cuối buổi lễ. Ông đề cập về giai đoạn bất thường, khó khăn, đồng thời ca ngợi những người lính Nga là anh hùng. Ông Putin nói, khi mỗi quốc gia hay mỗi con người phát triển tiến về phía trước, thì đều gặp phải những khó khăn nhất định trên hành trình. Nhưng hôm nay, quả thật hành trình đó song hành với những thách thức đặc biệt. Báo New York Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết là ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu dịch vụ tình báo nước ngoài của Nga, trong cuộc thảo luận với giám đốc William Burns của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA vào tháng trước, đã nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ từ bỏ chiến dịch quân sự đặc biệt, dù cho các binh sĩ tử trận mỗi ngày. Hơn 10 tháng từ khi khói lửa bùng nổ, hai nhà lãnh đạo ở Moscow và Kiev đều trao huy chương cho binh sĩ, đồng thời tuyên bố không lùi bước. Điều đó báo hiệu cuộc xung đột còn dai dẳng và cực kỳ khốc liệt ở phía trước, tờ Times nhận định. Theo TASS, một quan chức phe ly khai ngày 20 tháng 12 nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đóng quân tại thành phố Bakhmut đang muốn hủy hoại mọi tòa nhà dân cư còn sót lại. Ông Andrei Marokko, một chỉ huy thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nói với TASS, quân Ukraine đã bắt đầu sử dụng chiến thuật tiêu thổ, nghĩa là tàn phá mọi thứ trước khi rút lui. Phía Kiev đang pháo kích vô tội vạ vào mọi tòa nhà hay đường phố.
Vào hôm 19 tháng 12, ông Marocco nói với TASS, phía Ukraine đang chuyển thêm 800 tân binh non nớt từ phòng tuyến Bakhmut để bù đắp tổn thất quá lớn. Quan chức thân Nga cho rằng phía Ukraine mất lực lượng tương đương một tiểu đoàn mỗi ngày ở hướng Bakhmut. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn thiếu phương tiện, đạn dược và thực phẩm. Phía Ukraine lại báo cáo trái ngược. Ông Roman Kostenko, một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ukraine, nói với tờ Newsweek rằng Bakhmut là nơi bùng nổ các trận đánh ác liệt nhất hiện giờ. Ông chia sẻ, bất chấp mọi khó khăn, Ukraine sẽ giữ chặt Bakhmut. Tình hình bất phân thắng bại hiện nay cho thấy Nga đã đánh giá quá cao sức mạnh của họ. Hình ảnh về đội quân Nga vĩ đại không thể nào ngăn cản và bị phai mờ ở hiện tại. Chúng tôi thấy rõ điều đó ở Bakhmut khi quân Nga sử dụng hết mọi vũ khí mà họ có, cũng như sở hữu đội quân đông gấp 9 lần Ukraine, nhưng suốt nhiều tháng vẫn chưa kiểm soát được Bakhmut, ông Kostenko nói thêm. Chỉ huy Ukraine nhấn mạnh, Nga tổn hao binh sĩ lớn hơn nhiều ở Bakhmut so với lực lượng phòng thủ của Kiev. Bakhmut là một trung tâm giao thông quan trọng ở miền đông. Thành phố này từng có khoảng 80.000 người dân, nằm ngay phía tây đường cao tốc M03, tuyến đường dẫn tới hai thành phố then-chốt, Sloviansk và Kramatorsk. Đồng thời, hệ thống đường sắt của Bakhmut còn kết nối với thành phố Luhansk và khu vực biên giới Nga. Đó là lý do vì sao các bên đều quyết tâm kiểm soát Bakhmut. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Giới chức Ukraine ở tỉnh Donetsk ngày 21 tháng 12 cho biết một người dân đã thiệt mạng do trận pháo kích ở làng Toshki vào hôm trước. Một người quay phim của hãng tin Reuters đã có mặt tại làng Toshki ngày 20 tháng 12 và ghi lại những tiếng nổ rúng động tại khu dân cư. Đến hôm sau, tỉnh trưởng tỉnh Donetsk, ông Pavlo Kirilenko, viết trên Telegram cho biết hai người đã bất hạnh qua đời do các vụ oanh kích, bao gồm một nạn nhân ở Toshki. Quân Ukraine kiểm soát ngôi làng này cách Bakhmut khoảng 50 km về hướng Bắc. Trước đó, ông Kirilenko báo cáo một người khác tử vong vào ngày 18 tháng 12 trong bối cảnh Nga tăng cường pháo kích vào những ngôi làng gần Bakhmut. Hiện các báo cáo nói trên chưa thể xác thực. Theo Reuters, một đơn vị cảnh sát Ukraine được gọi là Thiên Thần Trắng đã cung cấp hàng cứu trợ cho người dân khu vực Toshki ở tỉnh Donetsk vào ngày 20 tháng 12. Theo Reuters, các thành viên Thiên Thần Trắng phân phát bánh mì và thuốc men cho người dân ở Donetsk khi họ không biết phải tìm nhu yếu phẩm ở đâu giữa những màn bắn pháo không ngớt. Một cư dân tên Natalia, 47 tuổi, chia sẻ, mọi người hãy nhìn vào những gì xảy ra ở đây, oanh kích rồi lại oanh kích, những vụ nổ liên tiếp, ai nấy đều phải chịu đựng. Nữ cảnh sát Valeria Chernikova, 24 tuổi, đã lái xe chống đạn khắp các ngôi làng ở Donetsk, nơi đã bị đạn pháo tàn phá nặng nề. Cô nói, đầu tiên từ trái tim mình, tôi muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 12 tuyên bố loại bỏ binh sĩ và thiết bị quân sự của Ukraine ở hơn 140 khu vực trong vòng 24 giờ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, máy bay chiến thuật cùng với lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã oanh kích 143 mục tiêu quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ông Konashenkov khẳng định khoảng 30 binh sĩ Ukraine bị loại bỏ ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, tại thành phố Lymna, tỉnh Donetsk. Nga cũng tiêu diệt 3 đơn vị phá hoại của địch. Ngoài ra, ở tỉnh Donetsk, quân Nga tiến công và loại bỏ hơn 100 lính Ukraine, ông Konashenkov cho biết thêm. Hiện các báo cáo nói trên chưa thể kiểm chứng. Trong video công bố ngày 20 tháng 12, Tổng thống Zelensky được nhìn thấy tới thăm thành phố tiền phương Bakhmut. Ông nói với binh sĩ, tôi rất biết ơn sức mạnh và động lực chiến đấu của các anh. Chúng tôi hiểu rằng tình hình ở tiền phương có thể thay đổi rất nhanh. Chính ở đây, các anh là những người gánh vác đất nước trên đôi vai của mình. Gần đây, Ukraine tỏ ra khá kín tiếng về tình hình giao tranh. Về việc này, đài Sky News trích lời một cựu quan chức tình báo quân sự Anh, ông Philip Ingram, nói rằng phương Tây vẫn chưa nghe thấy điều gì bất thường từ phía Ukraine trong những ngày gần đây, cho thấy họ vẫn xoay sở giữ vững phòng tuyến ở Bakhmut. Hơn nữa, ông Ingram suy đoán có thể phía Kiev đang chuẩn bị cho một bước đi lớn tiếp theo. Lần trước họ giữ im lặng như vậy là trước khi phản công ở Kherson, còn lần trước nữa là cuộc phản công ở Kharkiv. Rất có thể Ukraine hiện tiếp tục chuẩn bị cho một nước cờ mới, cựu quan chức quân sự Ingram nêu ý kiến. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 12 cho biết là hiện Moscow có nhiều quan điểm trái ngược nhau về việc Nga có nên mở một mũi tiến công mới ở Ukraine hay không. Quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev bất chấp tình hình phát triển như thế nào. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói với báo chí chắc chắn đang có nhiều ý kiến trái ngược nhau ở Moscow.
Một số quan chức Nga muốn thúc đẩy mũi tiến công mới ở Ukraine, trong khi nhiều người khác tự hỏi quân đội của Moscow hiện giờ có đủ năng lực để đảm bảo thắng lợi ở mặt trận mới hay không. Washington và các nước đồng minh phương Tây cho rằng Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, khiến cho họ gặp khó khăn khi tính toán chiến lược, Reuters đưa tin. Quan chức Mỹ nói thêm, Nga hiện không có đủ đạn dược cần thiết, điều đó cản trở các kế hoạch lý tưởng của họ. Tướng hàng đầu Ukraine Valery Zelensky vào tuần trước nói với The Economist rằng Nga đang huấn luyện cho 200.000 tân binh nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công mới ở phía đông, phía nam hoặc thậm chí là từ Belarus đánh xuống miền bắc Ukraine. Chiến dịch này có thể bắt đầu sớm vào tháng 1, nếu trễ hơn thì cũng diễn ra trong mùa xuân năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov ngày 20 tháng 12 nói rằng Moscow có thể đang chuẩn bị cùng lực lượng Belarus tấn công miền bắc Ukraine. Nhưng ông Rednikov hy vọng quân đội của Minsk sẽ đứng ngoài cuộc. Hiện Nga và Belarus chưa bình luận về các tuyên bố nói trên của Mỹ và Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đến nay vẫn giữ quan điểm rằng quân đội của đất nước ông không tham gia vào xung đột ở nước hàng xóm phương Nam. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Belarus ngày 21 tháng 12 thông báo là tạm thời hạn chế tiếp cận tỉnh Đông Nam Comau, ở nơi giáp biên giới với Ukraine và Nga, Reuters đưa tin. Văn phòng chính phủ ở Minsk thông báo trên website về việc tạm thời hạn chế đi vào, hạn chế ở lại và di chuyển tại khu vực biên giới thuộc 3 huyện của tỉnh Comau. Thông báo không nói rõ biện pháp hạn chế sẽ kéo dài bao lâu, tuy nhiên chính phủ cho biết quy định hạn chế được miễn trừ cho các quan chức, người lao động và cư dân của các khu vực nói trên. Ngày 11 tháng 10, Belarus đã tiến hành diễn tập quân sự chống phá hoại ở tỉnh Comau. 4 ngày sau đó, một số đơn vị Nga cũng đến Belarus để tham gia tập trận quân sự chung, được lên kế hoạch từ trước. Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Belarus ngày 19 tháng 12, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới Minsk trong hơn 3 năm. Phía Kiev thận trọng quan sát những diễn biến này. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa có chuyến thăm không báo trước đến Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Reuters, ông Medvedev cho biết là đôi bên đã thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine. Ông Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đăng lên Telegram một video ghi lại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Medvedev cho biết đã thảo luận với nhà lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn giữa hai nước, cũng như về tình hình ở Ukraine. Dù vậy, quan chức Nga không nêu chi tiết. Reuters trích lời quan chức an ninh Nga cho biết là chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác của hai đảng lãnh đạo của Trung Quốc và Nga, về sự hợp tác song phương trong quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm lĩnh vực kinh tế và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế, dĩ nhiên bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc thảo luận diễn ra rất hữu ích và tích cực, ông Medvedev nói thêm. Xin được chuyển sang cái tin tức khác. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết là lực lượng Taliban đã thả hai công dân Mỹ vào hôm 20 tháng 12, dường như thể hiện một cử chỉ thiện chí. Ông nói thêm, hai người Mỹ sẽ sớm trở về với gia đình mình. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Price khẳng định Washington sẽ tiếp tục yêu cầu Taliban phóng thích tất cả người Mỹ bị giam giữ ở Afghanistan. Tuy nhiên, vị phát ngôn viên không nói rõ có bao nhiêu người Mỹ đang bị giam giữ. Theo ông Price, việc Taliban thả hai người Mỹ ngày 20 tháng 12 không phải là trao đổi tù nhân và cũng không có giao dịch tiền bạc nào liên quan. Taliban kiểm soát Afghanistan từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Đến cuối tháng đó, Mỹ thực hiện chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt sự hiện diện 20 năm. Việc rút quân hỗn loạn khỏi Kabul đã khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận về không ít lời chỉ trích. Quốc hội Peru ngày 20 tháng 12 thực hiện bước đi đầu tiên nhằm cải cách hiến pháp, cho phép bầu cử sớm vào tháng 4 năm 2024 thay vì chờ đến năm 2026. Với 93 phiếu thuận và chỉ 30 phiếu chống, các nghị sĩ Peru đã có hành động đầu tiên chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Dina Boluarte về tiến hành bầu cử sớm. Người đứng đầu tòa án bầu cử của Peru ngày 20 tháng 12 đã bật đèn xanh để quốc hội họp bàn cải cách hiến pháp và cho phép bầu cử trước thời hạn. Đây là động thái mang tính bước ngoặt ở Peru, giữa làn sóng biểu tình hỗn loạn để phản đối cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất và giam giữ. Quốc hội ban đầu đã từ chối khả năng tuyển cử sớm khi bà Boluarte nêu đề xuất vào tuần trước. Nữ Tổng thống nắm quyền từ ngày 7 tháng 12, ngay sau khi người tiền nhiệm bị loại khỏi chiếc ghế quyền lực. Ngay sau đó, hàng loạt phong trào biểu tình bạo lực đã bùng nổ, làm rung chuyển đất nước Nam Mỹ. Đến nay, giới chức báo cáo ít nhất 21 người tử vong. Người biểu tình yêu cầu tổng tuyển cử ngay lập tức và đóng cửa quốc hội. Cũng có một số người đòi phóng thích ông Castillo và muốn bà Boluarte phải từ chức.
Ngoại trưởng Peru ngày 20 tháng 12 tuyên bố không hoan nghênh đại sứ Mexico tại thủ đô Lima, yêu cầu ông về nước. Sự việc đánh dấu mối quan hệ tiếp tục chuyển xấu của hai nước Mỹ Latin sau khi cựu tổng thống Peru bị phế truất. Quyết định đột ngột và nghiêm trọng của Peru về đối ngoại có nghĩa là đại sứ Mexico chỉ có 72 giờ để rời khỏi đất nước Nam Mỹ. Bộ Ngoại giao Mexico cho biết đã yêu cầu đại sứ trở về nước, nhưng đồng thời nói rằng đại sứ quán của họ ở Lima vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hồi tuần trước, Tổng thống Mexico López Obrador đã chỉ trích mạnh mẽ việc tước quyền của ông Castillo là không dân chủ. Tổng thống Obrador nhấn mạnh ông Castillo vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Peru. Ngoại trưởng Mexico ông Marcelo Ebrard cho biết, chính phủ đang đàm phán để thiết lập một hành lang an toàn cho gia đình ông Castillo rời khỏi đất nước. Hiện họ đang tá túc tại Đại sứ quán Mexico ở Lima. Ngoại trưởng Peru bà Ana Cecilia Guevassi tối ngày 20 tháng 12 thông báo, hành lang an toàn cho vợ và hai con của ông Castillo đã chính thức được chấp nhận. Hiện giới chức Mexico và Peru đều chưa nêu rõ khung thời gian để người thân ông Castillo có thể rời khỏi quê nhà. Hồi tuần trước, chính phủ Mexico cùng với các chính quyền cánh tả của Argentina, Bolivia và Colombia đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định ông Castillo là nạn nhân của sự quấy rối phi dân chủ. Ông Castillo bị giam giữ 18 tháng trước khi tham gia phiên tòa xét xử về tội nổ loạn. Thưa quý vị, người thân của một thủy thủ Thái Lan tử nạn trong vụ chìm tàu chiến đã không thể giấu được cảm xúc đau buồn khi vào ngày 21 tháng 12 thi thể của anh được trục vớt và đưa vào đất liền để cử hành tang lễ. Bà Phong Phong Bát, 73 tuổi, đã mất người cháu yêu quý của mình trong vụ chìm tàu đêm Chủ nhật 18 tháng 12. Bà chia sẻ, tôi đã mất hết sức mạnh của mình từ hôm qua và tôi không tài nào ngủ được. Thật kinh khủng sau khi biết chuyện. Tư lệnh Hải quân Thái Lan Đô đốc Chuang Chai cho biết, vụ chìm tàu sẽ được điều tra bao gồm vấn đề không có đủ áo phao cho tất cả thủy thủ trên tàu. Theo Reuters, Hải quân Thái Lan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 23 người mất tích. Hiện 6 người được xác nhận tử vong. Phương tiện gặp nạn là tàu hộ vệ HTMS Sukhothai của Hải quân Thái Lan do Mỹ chế tạo và được sử dụng từ năm 1987. Trước lúc nửa đêm ngày 18 tháng 12, sóng cao 4 mét và gió mạnh khiến tàu ngập nước, nghiêng sang một bên và cuối cùng chìm xuống vùng nước thuộc vịnh Thái Lan, cách bờ biển tỉnh Prachuap Khirkhan khoảng 20 hải lý. Vào ngày cuối cùng hoạt động, tàu chở 105 quân nhân, có 75 thủy thủ được cứu thoát trước khi tàu chìm, nhưng hàng chục người khác phải rời khỏi tàu bằng xuồng nhỏ và áo phao. Thưa quý vị, một đoạn phim ngày 19 tháng 12 cho thấy là dòng lũ đã nhấn chìm một vùng rộng lớn thuộc hai tiểu bang ở vùng duyên hải phía đông của bán đảo Malaysia. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã dẫn tới lũ quét tại các bang Kelantan và Terengganu. Hình ảnh cho thấy nhiều ngôi nhà, cao ốc và đường phố đều ngập trong dòng nước đục ngầu. Lượng mưa trút xuống bang Kelantan đạt kỷ lục 627mm vào ngày 18 tháng 12, cao nhất kể từ năm 1967. Theo một quan chức về thủy lợi và thoát nước của tiểu bang cho biết, lũ lụt đang ảnh hưởng tới hơn 66.000 người ở ít nhất 5 bang. Tính đến chiều ngày 20 tháng 12, hàng ngàn người vẫn phải tá túc ở các trung tâm lánh nạn do nhà của họ bị ngập nước nghiêm trọng. Động đất mạnh 6,8 độ đã làm rung chuyển bờ biển phía bắc bang California, Mỹ vào rạng sáng ngày 20 tháng 12, khiến ít nhất là 2 người bị thương. Ngoài ra thì cầu đường và hệ thống điện bị hư hại, hàng vạn hộ gia đình và hộ kinh doanh đã bị mất điện. Động đất xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông, sau đó là hơn 30 cân dư chấn. Tâm chấn ở ngoài khơi hạt Humboldt, cách phía bắc thành phố San Francisco khoảng 350 km. Khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là vùng nông thôn Humboldt, nơi nổi tiếng với rừng hồng sam, hải sản, ngành công nghiệp gỗ và các trang trại bò sữa. Tại thị trấn Riodel, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về trận động đất. Bà Liz Peary, 68 tuổi, cho biết là tôi đang ngủ, mọi thứ rung lắc như muốn sập xuống, TV, lò vi sóng đều rơi xuống. Joaquin Macintosh, cư dân Giordano, 28 tuổi, đang muốn bán nhà. Tuy nhiên, sau trận động đất, căn nhà bị hư hại nghiêm trọng. Tôi không biết phải nói gì. Dù sao, chúng tôi biết ơn là mình còn sống. Các vật nuôi của chúng tôi cũng vậy, nhưng tôi tạm thời không thể về nhà được nữa, cô nói. Cư dân Giordano không xa lạ gì với những cơn địa chấn, nhưng trận động đất vừa qua mạnh hơn và để lại tác động nặng nề. Vụ rung chuyển ngày 20 tháng 12 đã khiến một tòa nhà bị cháy, nhưng ngọn lửa nhanh chóng được kiểm soát. Ngoài ra có hai tòa nhà khác bị sập. Cảnh sát cũng đã phong tỏa cây cầu chính băng qua sông Irn đến thành phố nhỏ Fandale, nơi có cảnh quan đẹp như tranh vẽ, với những ngôi nhà thời Victoria đón gió biển lồng lộng. Mặt khác, đội tuần tra cao tốc California cảnh báo một số đoạn đường có nguy cơ xảy ra sạt lở.
Cục khảo sát địa chất Mỹ cho biết động đất ngày 20 tháng 12 có tâm chấn khá nông khoảng 18 km. Sự rung lắc có thể cảm nhận ở xa tận San Francisco, cách tâm chấn 350 km. Mỗi năm có khoảng 5 trận động đất mạnh từ 6 đến 7 độ được ghi nhận ở các bang California và Nevada. Tỷ phú Elon Musk ngày 20 tháng 12 nói là ông sẽ rời khỏi ghế giám đốc điều hành Twitter một khi tìm được người đủ ngốc nghếch để thay thế mình. Tỷ phú giàu hàng đầu thế giới đăng tweet với một chút mỉa mai, bông đùa. Tôi sẽ từ chức giám đốc điều hành Twitter ngay khi tìm được ai đủ ngốc nghếch ngồi vào vị trí này. Sau đó tôi chỉ phụ trách các nhóm phần mềm và hệ thống máy chủ. Đây là lần đầu tiên ông Musk nhắc đến việc thôi chức điều hành công ty mạng xã hội khổng lồ sau khi có kết quả khảo sát ý kiến người dùng vào chiều 19 tháng 12. Cuộc thăm dò do chính ông Musk tiến hành trên Twitter thu hút 17,5 triệu người bầu chọn, trong đó 57,5% tán thành tỷ phú Musk nên ngừng lãnh đạo Twitter. Ở phố Wall, lời kêu gọi ông Musk rút khỏi ghế nóng Twitter đã trở nên mạnh mẽ hơn trong nhiều tuần qua. Ngay cả nhiều nhà quản lý cấp cao của Tesla cũng băn khoăn liệu tỷ phú Musk có dành quá nhiều tâm sức cho nền tảng mạng xã hội và lơ là ngành xe điện hay không. Tại Tesla, ông Musk đảm trách vai trò khó thay thế về quyết định thiết kế và kỹ thuật của các mẫu xe điện. Thưa quý vị, quả cầu thời gian nổi tiếng thế giới cùng với con số 2023 đã được trở tới quảng trường thời đại của thành phố New York, Mỹ vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, khi chỉ còn một tuần rưỡi nữa là bước sang năm mới. Ôi Chúa ơi, thật là một ngày tuyệt vời. Trích lời Jeffrey Strauss, chủ tịch của Countdown Entertainment, một trong những công ty tổ chức lễ đón mừng năm mới ở quảng trường thời đại. Ông cho biết hôm nay chữ số 2023 đã xuất hiện ở quảng trường và cả thế giới sắp được chiêm ngưỡng đại tiệc năm mới tuyệt đẹp ở đây. Biểu tượng 2023 khổng lồ cao hơn 2 mét đã rong ruổi đi qua khắp nước Mỹ trước khi tới New York. Nó khởi hành từ California, dừng chân tại các bang Nevada, Tennessee, thủ đô Washington, DC và cùng với Pennsylvania. Khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến năm mới, nhiều du khách đã mang mắt kính gắn số 2023. Những người khác thì đến quảng trường để chụp ảnh. Biểu tượng 2023 khổng lồ sẽ được chiếu sáng bởi 602 bóng đèn LED tiết kiệm điện. Nó đặt ở quảng trường thời đại cho mọi người đến chiêm ngưỡng cho tới ngày 23 tháng 12. Sau đó nó sẽ được đưa lên nóc tòa nhà One Times Square và sẽ được thắp sáng vào đêm giao thừa khi quả cầu pha lê rơi xuống cùng với pháo hoa mãn nhãn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát mọi người sẽ được trực tiếp tham gia sự kiện đếm ngược ở quảng trường thời đại mà không có các quy định ngăn COVID-19. Năm nay chúng tôi chào đón cả thế giới trở lại quảng trường thời đại mà không còn các biện pháp hạn chế. Trích lời Tom Harris, chủ tịch Liên minh Quảng trường thời đại. Ông gợi ý hãy đến sớm nhé và tìm một vị trí thật tốt. Chúc mọi người năm mới thật vui và hạnh phúc. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.